Ok, tiếp đấy là cái mẫu BX1034. Đây là cái dòng nó cũng công suất thấp hơn cái dòng BX1030 một tí. Đây là cái dòng BX1034. Nó có hai cái mức công suất 6W và 10W. 6W là 634 và 10W là 1034. Thì cái mẫu này nó có cái mã BX1030 34S thì nó màu xám chứ không có màu trắng ngà như thế này. Cái màu này, cái dòng này thì nó mỏng hơn. Nó mỏng hơn cái dòng BX1030B. Thì cái mẫu này rất là thích hợp cho chúng ta có thể lắp cho những cái tòa nhà hiện đại này, phòng họp, hay là chúng ta có thể lắp cho các cái triển lãm, trường học vân vân. Màu này nó sẽ không có chiếm không gian nhiều thì nó sẽ phù hợp hơn cho những cái tòa nhà hiện đại. Cái này nó làm bằng nhựa HIT, HIPS chống cháy, lưới cũng bằng kim loại, loa hai quay, hình nón 12 cm. Đây là cái mẫu 634 là 6W. Cái này nó cũng có biến áp luôn, hầu như các cái loa to đều có sử dụng biến áp. Mẫu này cũng sản xuất tại Indo. Thì cái mẫu này nó sẽ đi thêm một cái giá, chúng ta có thể một cái chạm, nó đúng hơn là một cái chạm loa. Thì cái chạm này chúng ta đấu dây phía sau này và bắc lên trên tường, nó đi kèm đầy đủ ốc vít bắc lên trên tường, và chúng ta chỉ cần gắn loa vào thôi, không cần phải bắt dây trên loa. Chúng ta bắt vào cái chạm này và gắn loa vào. Đây, nó có cái chốt là sao, rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần lắp cái chạm này xong là chúng ta gắn cái loa này vào thôi. Là đẹp. Cái loa này chúng ta có thể treo ngang được, logo này có thể xoay. Chúng ta có thể treo ngang hoặc là treo dọc tùy theo các cái không gian cũng như là cái ứng dụng mà chúng ta muốn. Mẫu này khá là mỏng, giống như là loa tranh đó. Thì nó sẽ không có chiếm nhiều cái diện tích. Cái mẫu này nó có cường độ âm thanh là 90 decibel, giải tần là từ 120 tới 18.000 Hz. Rất là thích hợp cho chúng ta có thể xài cho các cái phòng họp, siêu thị, hay là các cái phòng triển lãm, trường học, các cái phòng giảng dạy vân vân, hoặc là các cái phòng khám cũng có thể sử dụng cái mẫu này được. Đây là cái mẫu BS634 6W và BS 1034 10W. Thì nó chỉ khác công suất thôi, còn kích thước là nó giống nhau. Thì các bạn có thể tham khảo thêm về các sản phẩm này tại cái đường link website bên dưới. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Vui lòng nhấn like và đăng ký ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Cảm ơn các bạn.